Như xin chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đang xem kênh Như Family, cuộc sống nông thôn thì Điển có Như nha. Tuyết đang rơi luôn ông bà cô chú ơi. Nhà của Như đang bị vấn đề, bị hư cái đường giống như là nước nóng với lại điện nóng trong căn nhà, cho nên là nguyên căn nhà là nước lạnh không à, với lại là rất là lạnh luôn. Ở ngoài thì tuyết đang rơi nè. Ông thợ thì ổng vừa mới tới sửa. Nhà của Như là nguyên ngày hôm qua với lại nửa ngày hôm nay là chịu lạnh, với lại không có nước nóng không bà cô chú. Không biết là sửa bao nhiêu tiền nữa, nhưng mà nghe phép tàu nói là mấy cái vấn đề này là tốn tiền dữ lắm luôn á. Xin chào. Hai ngày nay Như không có ra video, Như bệnh quá trời luôn, Như không có ra video nổi. Hôm nay thì Như mới quay lại. Như thì rất là nhớ ông bà cô chú anh chị với lại các bạn. Không biết mọi người có nhớ Như không ta ơi. Chuyển xuống nhà bé tờ ở thì được 6 tuần, mà bệnh thì hết 2 tuần rồi. Bây giờ thì cũng bị hư cái máy này nữa. Không biết là hai đứa có bị nghịch tuổi hay không. Như thì tuổi Thân, mạng Kim, còn bé tờ thì tuổi Tuất, mạng Thủy. Kim sinh Thủy như thế cũng hợp lắm mà. Tại sao lại sống chung thì bị bệnh rồi bị hư máy móc nữa. Khi mà chú tới sửa thì Như với bé tờ cứ nghĩ là chỉ gọi chú tới sửa rồi trả tiền sửa cái máy thôi. Nhưng mà không đâu. Chú nói là cái cánh quạt này nè nó bị hư rồi, bây giờ phải thay cái cánh quạt mới. Khi mà chú nói giá thay cánh quạt thì Như với tờ cũng ngỡ ngàng bật ngửa luôn ông bà cô chú ơi. 12.000 tiền Thụy Điển là 1.200 đô, cho nên mình không có khả năng để thay liền. Mình đẩy cái máy này lại, mình đi vô nhà luôn. Ở trong nhà thì không có cái điện nóng á, nhưng mà với tờ anh cũng có mở cái nước nóng lên để cho ba mẹ con của Như tắm. Tại vì bệnh mà tắm nước lạnh thì không có được, cho nên anh cũng mở cái đường dây nước nóng lên cho ba mẹ con tắm. Nhưng mà nó khá là mắc, anh nói là phải tắm cho nhanh nhanh nha, chứ nếu mà tắm chậm thì rất là mắc tiền luôn. Thôi bây giờ thì mình đi vô cái ngôi nhà màu xanh bé nhỏ này để mà ấm một chút xíu. Chứ để mình đứng ở ngoài hồi là nó chết cống luôn, âm 3 độ. Nhà của Như không có lò sưởi, cho nên là bây giờ lượm giấy với lại củi đốt để sưởi ấm cái căn nhà. Ấm cái nhà rồi thì bây giờ mình quay qua mình nấu cái gì cho nó ấm ấm ăn để mà nó ấm cái bụng luôn nha. Hôm nay thì Như nấu gà mình xả nè. Mùa đông này thì mình phải tập cho Peter anh ăn lẩu. Như ướp vô đây là một chút xíu hạt nêm, chút xíu bột ngọt, xíu muối với lại một chút xíu dầu điều. Như phi tỏi với lại xả lên cho nó thơm. Sau đó thì Như để gà vô xào. Xào cho nó săn lại thì mình để nước vô mình hầm. Cái món này thì rất là nhanh, nhưng mà ăn thì nó cũng nhạy cảm đó. Tại vì có xả trong đây nè. Nơi của ông bà cô chú anh chị và các bạn đang sống thì cái cây cải này giá bao nhiêu? Ở chỗ của Như thì 100.000 một ký. Cái cây cải này là nếu mà tính ra tiền Việt là 120-130.000 một cây cải như thế này là 1 ký 3. Thì ở Thụy Điển là như vậy đó. Như chạy hết cái siêu thị luôn, nó còn có một cây duy nhất, cho nên là lấy về ăn lẩu luôn. Thôi kệ đi, có cái gì ăn cái đó. Bây giờ mình rửa xong rồi mình dọn lẩu lên, kêu với tờ với hai đứa nhỏ xuống ăn. Đây là lần đầu tiên với tờ anh ăn lẩu luôn đó ông bà cô chú. Xin chào ông bà cô chú, anh chị và các bạn. Si, xin chào ông bà cô chú đi con. Xin chào cô chú, chị có hào. Xin chào Việt Nam. Xin chào Việt Nam. Xin chào bé tờ. Gia đình của Như đã chuẩn bị xong hết rồi. Bây giờ sẽ lên bàn ăn đây ông bà cô chú ơi. Lẩu thì cũng múc ra ngoài cái lẩu hai ngăn ha. Nhưng múc một bên cho ba mẹ con, một bên thì cho bé tờ. Rồi cũng để rau vô rồi. Bây giờ mình sẽ ngồi xuống ăn xong rồi chỉ bé tờ ăn lẩu nha. Đây là lần đầu tiên ăn lẩu à. Bé tờ không biết ăn đâu bà cô chú. Em đâu hungry bé tờ. Trời ơi, đẹp trai quá. Có nhiều tóc rồi, quá trời đẹp trai luôn rồi. Yeah. Mickey Hall. Yes, the snake. Click my. It's all bad. All this. Man, click to my. It's really long. Chưa đâu mà cô chú. Cái đầu vậy cũng chưa phải đẹp lắm đâu. Còn cái quần nữa. Mr. Phu Yo Tita Din Bissu.
Bây giờ phim mà skip. muốn muốn nhìn mà đứng Đi dậy xem. đi nè. Đây ông bà cô chú ơi, đây như mở đèn led lên nha. Đó, thấy cái quần hoa văn cực kỳ chưa ông bà cô chú? Đó, hết hết biết đẹp chưa? Số Hả? Và costa đây, khăn đây sao vậy? Khăn đô bà rét và costa đây. có Biết costa 170 170 17 đô một cái quần nha ông bà cô chú. Thì hôm bữa chú bên Mỹ á, gửi cho với tờ là tiền để mua hai cái quần mới. Thì ảnh đi lên mạng, ảnh đặt hai cái quần. Chắc là còn dư tiền hay sao. Đặt cái thêm con này tôi bao cơ cái đụm tóc nữa, cái đầu tóc giả nữa. Không đợi như được rồi, tự lấy luôn. Lấy đi. Ừ. Không biết ăn lẩu. Nhìn coi coi phải đúng không? Ừ. Hôm nay nhà của Như ăn ăn với bún, gà mà xả ăn với bún. Mới tỉnh tỉnh lại luôn không bà cô chú ơi. Chỉ có Như là với bé tờ là hơi tỉnh thôi, còn hai đứa nhỏ thì nó còn rất là mệt. Tường Vi là bệnh sau cùng, bệnh mới bắt đầu từ bữa thứ Đây hai. phim nè. Ông Đô Vin hả? Đi phía sốt Đô Vết rồi. Bây giờ anh ăn nước mắm nguyên chất rồi, không còn nước mắm tỏi ớt nữa ông bà cô chú. Gà ông xã mà ăn với Xoay chặt nước lắc rồi. nước mắm là rất là ngon á. Ừ, Đó. Stanley tại ạ. Cái lẩu này nè là Như mua ở Thụy Điển luôn. Nó có giá là 100 đô. À, cái nồi lẩu đó không biết ở bên Việt Nam không biết giá nhiêu nhưng mà ở Thụy Điển là Như mua 100 đô tiệm của người Việt mình bán. Man behöver inte ha mer krydda då. Nej. Ngon không? Jättegott. Ngon lắm. Lâu lắm. Ngon quá. Hả? Ngon quá. Ngon quá hả? Vet du vad heter den? Maten. Trời ơi, cái củ cải trắng không chịu thổi, xong để vô miệng nhai kìa, nó nóng. Vâng vợ. Đi vết tôi làm gì? Varm och stark. Som jag. Lung lắm. Ngon lắm. Den kokar jättemycket. Ừ. Kan man inte stänga det? Kêu mình kêu kêu ép ta xong thì được đi về hết rồi đây lẩu Lâu lâu. lẩu Bỏ bỏ em Lâu bỏ em Lâu bỏ em lẩu Lâu bỏ em này lẩu Lâu lẩu thôi Lâu lâu ăn xong đi lạnh quá lạnh hả cái cháo lạnh tại vì con bị cúm đó. Giờ Như xin mời ông bà cô chú anh chị và các bạn cùng ăn với gia đình của Như nha. Hôm nay mới tỉnh lại nấu cái nồi lẩu ăn ông bà cô chú ơi. Bị cảm cúm, cảm lạnh gì á, cái tờ anh nói là anh đi xét nghiệm 3 lần máu thì anh nói là bị corona, còn ba người này thì không có xét nghiệm. Ngon quá không? Ngon quá. Ngon lắm. Ngon lắm. Thôi đưa đèn do thôi rồi sập rồi ép ta xong thì đi sẽ á là thì đi vào Để tao cho lo phim. đe hết tờ lẩu lẩu Lâu lâu. lẩu gà Lâu rồi em. hầm 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 xả hầm. Khen đưa dây em có thể là lẩu Lâu lâu. Lâu. lẩu Hôm nay ta xua cứu cao ép ta lo gà xám thì đi đi hết tà lẩu ừ. Có nhiều loại lẩu mà lẩu Thái, lẩu bò nữa đem vết cà món gà ú lì cà lẩu ừ. Đây lẩu gà Lâu gà đúng rồi Lâu lâu
Xin ăn thịt không? Mẹ xé thịt cho xin nha. Không, xin da không? Cái con gà này á, bà cô chú, nó không phải là con gà mềm. Nó cũng hơi cứng cứng, cho nên là nó cũng hầm nó cũng rất là ngon. Ngon quá bà cô chú ơi. Nhưng mà phải gỡ cái mắt kiến ra, tại vì ăn nó bay khối lên mắt kiến. Ngon quá. Lẩu gà. Lẩu gà. Lẩu gà Việt Nam. Lẩu gà Việt Nam. Ngon quá hen. Ngon quá hết. Hắn. Đút tì. Du khán ép ta mê hơi hẹn. Tên cái gì? Như định á là sẽ lóc thịt với xương ra riêng, nhưng mà Như quyết định như thế này, phải tập cho Petal ăn thử thôi, ăn thịt với xương dính chung á, xong rồi cầm cái cục thịt ăn như thế này nè, thì nó rất là tiện không bà cô chú, kiểu là nó giống người Việt Nam mình luôn á, thì nó rất là tiện, cho nên Như để luôn cho Petal cầm cục thịt ăn luôn. Thay vì lóc ra mình để cho anh ăn vậy luôn, mình không lóc. Thôi lấy chim vò. Ừ rồi, mê lẩu rồi. Mê lẩu rồi hả? Con cà rốt hả? Lẩu này á, ở Việt Nam của mình á thì ăn với rau mùng tơi á bà cô chú, rất là ngon, hay rau má nữa. Mà bên đây thôi, không có mấy cái loại rau đó đâu. Như thèm lắm nhưng mà không có. Chỉ có cái cải này thôi à. Nguyên cái siêu thị luôn mà còn có một cái cải duy nhất. Nhà Như bệnh như này thì không có dám chạy lên trung tâm, sợ lây cho nhiều người, cho nên là mình ở nhà mình có cái gì mình ăn cái đó thôi. Lấy thêm bún nữa đó hả? Bây giờ ăn nữa đó hả? Yeah, làm yêu vượt. Ngon quá ha. Lần đầu ăn lẩu mà như thế này là quá là biết... mà. Quá biết là làm biết ăn lẩu rồi đó. Lấy thêm tô nữa là biết ăn lẩu rồi đó. Hết. Thêm video hỏi. Nên nó chiêu đó. Giờ mình vén tạ đi. Giờ vén tạ. Kiếm cái này cho thầy. Ơi, ơi. Nó nãy nãy hắn hò. Tắc tắc. Lấy cà rốt cho bé tờ hả? Con thương bé tờ dữ vậy. Hon bara, det var hon för hon skulle vara snäll eller hon inte kom den. Hon snäll? Ja. Ja. Det är inte för att hon inte ville ha den. Hon sa hon gillar inte. Nej, jag vet. Jag vet att hon inte gillar den. Det är därför som jag sa det. Så det räcker. Åh, jättemätt. Nej, trời. Var mina... Nè. Trời ơi, đổi cái nón. Đổi cái tóc nãy giờ. Sao nhìn thấy nó nóng nực vậy? Jättesnygg. Du chưa? Ôi trời ơi, ăn nước mắm gì vậy? Jättegott. Tack så mycket. Fish sauce. Jättegott. Så du är inte svensk längre? Ja. Du blir vietnamesisk man. Ja. Vad ser du på håret du? Hộp dế nước mắm. Cái tờ đổ lần thứ nhất, lần thứ hai vô không còn giọt nào luôn. Mà đúng thiệt ông bà cô chú, nước mắm á nha, nước mắm Việt Nam với cà phê Việt Nam á, không ăn thì thôi. Ăn là bị ghiền, là bị thèm, bị nhung nhớ. Ngon không Si? Dạ ngon.
Chị ăn hết cái tô gà hầm sả rồi đó bà cô chú. Không có ăn thịt, chỉ có ăn nước với bún thôi. Cái bụng còn yếu cho nên là không muốn ăn thịt hả Xuyên? Xuyên không thích hả? Xuyên ăn cà rốt với nước với bún thôi hả? Muối tiêu chanh nữa ta. Em bé Việt Nam này hôm nay giỏi dữ, ăn muối tiêu chanh nữa. Tường Vi húp cái nước đó vô là nó mau khỏe lắm á Tường Vi. Mẹ nấu ở trong đó có tỏi với lại sả. Con húp nước nhiều vô. Vi nó bệnh sau cùng cho nên là bây giờ người bệnh nhiều nhất ở nhà này là Tường Vi nha bà cô chú. Chiều chủ nhật là bệnh. Bệnh nhẹ nhẹ xong rồi tới hôm nay là ho sặc sụa. Là ho sặc sụa luôn. Mà con có bị sốt không? Không, chỉ là ho với lại cảm thôi. Chảy nước mắt thôi đúng không? Sáng ngủ dậy là con hơi cảm xíu thôi chung. Giờ hết cảm. Ăn hết cái đùi rồi đó. Khỏe khỏe lên này là ăn được là mau khỏe lắm. Cười cái đầu tóc. Hết biết luôn. Tự nhiên cái còn dư tiền người ta mua cái gì đi tự nhiên mua cái đầu tóc vậy đổi lên. Yes. 要免付我们的哈，我们现在在货。 Quá trời đẹp luôn mà. Bắt đầu bây giờ là chắc là mỗi lần quay phim là lụm cái đầm tóc, cái đầu tóc giả này đội lên không bà cô chú ơi. Kệ đi vậy mà nó cảm thấy tự tin. Năm 2024 rồi, mình cũng phải thay đổi chút xíu chứ. Jättegott, tack så mycket. Varsågod. Tack för maten. Varsågod con. Xuyên xong chưa? Xuyên xong rồi luôn hả? Lẩu. Gà. Gà. Ngon. Ngon. Quá. Quá. Ngon lắm. Ngon lắm. Tôi. Tôi. Thích. Thích. Ăn. Ăn. Lẩu. Lẩu. Vet du vad vi säger där? Jag tycker om att äta lẩu. Lẩu gà. Heter den? Lẩu gà. Lẩu gà. Ngon quá. Ngon quá. Ông bà cô chú ơi. Ông bà cô chú ơi. Can we say hay đùa? Hay đùa thì ông bà cô chú. Tạm biệt. Yeah. Tạm biệt ông bà cô chú. Tạm biệt bà cô chú. Hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Video tiếp theo. Week 3 tiếp tục. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Xin chào. Bye bye.